Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi bám sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đáng. Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng về đầu tư xuất khẩu tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ khu vực nhà nước, có các giải pháp đột phá tạo thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư, trong đó đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, có quy mô lớn, công nghệ cao. Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ những khó khăn để mở rộng thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo việc làm sinh kế cho người dân, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, phấn đấu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023. Về y tế giáo dục, Thủ tướng yêu cầu khắc phục bằng được việc thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế, hoàn thành dứt điểm dự án đầu tư các bệnh viện đã kéo dài nhiều năm, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non. Đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, phục vụ người dân trong dịp Tết, triển khai phù hợp hiệu quả công tác hỗ trợ chăm lo đời sống người dân trong dịp giáp hạt và Tết nguyên đáng giáp thình 2024.